Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tập mới nhất của bộ phim Tiên Nghịch, sau khi Vương Lâm đi tới tiên giới, anh ấy đã gặp rất nhiều điều kỳ bí. Đầu tiên là cảnh tượng ở nơi này, tiên giới giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát và hoang tàn, toàn bộ mọi thứ đều không nguyên vẹn. Và có lẽ, thứ toàn vẹn nhất mà Vương Lâm nhìn thấy từ đầu đến giờ, đó chính là cánh cửa bước vào tiên giới, nơi đã bị vỡ ra thành từng mảnh. Đến khi Vương Lâm lạc vào bên trong ảo cảnh của tiên giới thì mới biết, nơi đây bị một bàn tay khổng lồ đánh nát. Tuy nhiên, từ đây chúng ta lại đặt ra một câu hỏi, bàn tay kia là của ai, bàn tay đó đến từ đâu, nó có lai lịch khủng bố cỡ nào mà lại một chưởng đánh nát được tiên giới. Chẳng những vậy, Vương Lâm trong lúc giao chiến cùng Hồng Điệp, anh ấy còn vô tình lĩnh ngộ được nó. Thế nhưng lần đầu đánh ra, uy lực lại không có một chút nào. Và liệu rằng sau này, Vương Lâm có thi triển được toàn lực hay không? Vậy thì ở video này, hãy cùng mình tìm hiểu một chút về lai lịch người bí ẩn đã dùng một chưởng đánh nát tiên giới các bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu, Vũ Chi tiên giới mà Vương Lâm vừa đi vào là một trong tứ đại tiên giới của giới nội, thánh địa của Liên minh Tĩnh Vực năm xưa, cũng chính là nơi ngự trị của Thanh Lâm, vị tiên đế mạnh nhất. Trong thời kỳ thượng cổ của Liên minh Tĩnh Vực, chỉ cần tu sĩ tu vi đạt tới hóa thần là có thể phi thăng vũ tiên giới, bước vào tiên trì tẩy rửa căn cơ ý cảnh, trở thành tiên nhân thực sự, sau đó hấp thụ tiên khí mà tu luyện. Tiên nhân trên tiên giới không tu ý cảnh, không cả vụ, chỉ hoàn toàn dựa vào thiên tài địa bảo, tiên khí và đan dược để thăng cấp. Hơn nữa, có một điều đặc biệt, hệ thống tu luyện trên tiên giới hoàn toàn khác với giới tu chân. Ở tiên giới, cảnh giới tiên sĩ đã tương đương anh biến kỳ. Tiếp đến là thượng tiên, cảnh giới này tương đương với vấn đỉnh và âm hư dương thực. Kế tiếp là thiên tiên, nó tương đương với quy niết. Sau tiên thiên là cảnh giới tiên vương, cảnh giới này tương đương với tịnh niết. Kế tiếp chính là cảnh giới tiên quân, nó tương đương với tòa niết. Cuối cùng, khi tu vi vượt qua tiên quân và đạt tới bước thứ 3 đại năng, liền có thể xưng là tiên đế, đây cũng là cảnh giới cao nhất. Có thể nói, những gì Vương Lâm thấy bên trong tiên giới mới chỉ là một phần nhỏ mà thôi, so với tu sĩ, tiên nhân có lợi thế rất lớn. Đầu tiên, lợi thế của tiên nhân là khi sử dụng tiên thuật, uy lực của công kích sẽ vượt xa những tu sĩ tầm thường thi triển. Càng đặc biệt hơn, tiên nhân sở dĩ hùng mạnh là vì nó được tiên thuật và tiên bảo, điều này giúp họ có thể cùng phân cao thấp với tộc cổ thần. Có thể nói, đây chính là những điểm cực kỳ hữu ích cho người tu luyện, mặc dù Vương Lâm không có những thứ này, thế nhưng anh ấy lại được truyền thừa cách tu luyện tới từ tộc cổ thần. Chính vì thế sau này, khả năng tu luyện cùng năng lực công kích của Vương Lâm cũng chẳng kém tiên nhân chút nào. Tiếp theo, quay trở lại với câu hỏi, tại sao Vũ Chi tiên giới mà Vương Lâm đi vào lại bị người khác một chưởng phá vỡ? Mình sẽ giải thích một chút các bạn nhé. Đầu tiên, trận chiến mà Vương Lâm nhìn thấy được xảy ra trong trận đại kiếp thượng cổ, Vũ tiên giới đã bị một chưởng của Trương Tôn, người có tu vi đệ tam huyền kiếp của giới ngoại đánh xuống, chỉ một bàn tay đã làm sụp đổ diện rộng Vũ tiên giới khiến nó chia năm xẻ bảy, tiên nhân gần như tuyệt diệt, chỉ còn một số may mắn sống sót. Các bạn mới xem có thể tưởng tượng được, nếu như Thất Xâm có xuất hiện ở tại tiên giới lúc đó thì kết cục cũng như những tiên nhân kia mà thôi, một chưởng hủy diệt thiên địa. Và sở dĩ, Trường Tôn dùng một chưởng đánh vỡ tiên giới cũng bởi vì tứ đại tiên giới Vũ Phong Thiểm Lôi thực ra chính là nơi ngưng tụ hương hỏa lực của giới nội, nó rất có lợi cho tu sĩ tu hành bước 3. Chính vì thế, Trường Tôn đã phá hủy tiên giới để hủy đi hương hỏa này nhằm làm suy yếu giới nội rất hiếm có thể sản sinh ra tu sĩ bước 3. Ở thời điểm hiện tại, cứ cách một khoảng thời gian Vũ Đỉnh sẽ xuất hiện ở bất kỳ tinh cầu nào trong Liên minh Tinh Vực là mấu chốt để tiến vào Vũ Tiên Giới. Vào ngày thiên đạo mở ra, chỉ cần có được tu vi hóa thần và Vũ Đỉnh sẽ đủ tư cách đi tới những mảnh vỡ Vũ Tiên Giới còn sót lại để tìm kiếm cơ duyên và tiên ngọc. Cũng chính vì thế, sau khi đoạt được Vũ Đỉnh là được Lão Vân Tước Tử chỉ điểm, Vương Lâm mang trên mình đầy đủ pháp bảo đã liều lĩnh tới tiên giới với mong muốn tìm được bảo vật, cùng với đó là hấp thu tiên giới khí để mau chóng đột phá cảnh giới tiếp theo, đó chính là anh biến kỳ. Và thật may mắn cho Vương Lâm, nhờ có cảm ngộ trong lúc ở bên trong ảo cảnh, khi tiên giới bị một chưởng phá nát, anh ấy đã học được một chưởng này của Trường Tôn. Tuy nhiên, khi đó Vương Lâm học được mới chỉ là hình dáng dọa người mà thôi, thực chất công kích không có chút sát thương nào. Chính vì thế, sau khi đánh ra một đòn này, Vương Lâm cũng phải bỏ chạy mất dép nếu không muốn bị Hồng Điệp truy sát. Đến mãi tận sau này Vương Lâm mới biết, trưởng ấn mình vô tình lĩnh ngộ được kia chính là do Trường Tôn thi triển, nó có tên là Dịch Linh Ấn, nó xuất phát từ Vân Hải Tinh Vực ở tại Phong Giới. Và rất lâu sau này, khi Vương Lâm lên bước 2 là Toái Niết, anh ấy mới đánh ra được chưởng gần hết uy lực. Để rồi cuối cùng, Vương Lâm gặp được một vị đạo hữu tên Liên Đạo Phi, anh ấy mới học được bản hoàn chỉnh. Có thể nói, đây mới là lúc Dịch Linh Ấn mà Vương Lâm thi triển phát huy ra sức mạnh đáng sợ nhất. Một chưởng xuyên qua nhiều tầng không gian, cho dù là đối thủ là ai cũng chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Có thể nói, skill mà Vương Lâm học được từ Trưởng Tôn là quá bá đúng không anh em? Một chưởng tung ra là chúng sinh nằm xuống. Và trên đây là những thông tin về tiên giới cũng như những gì liên quan tới nó cùng Vương Lâm mà mình tìm hiểu được. Hy vọng nó sẽ mang lại thông tin bổ ích cho mọi người. Liệu rằng mình có bỏ sót thông tin nào không nhỉ? Comment ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài review tiếp theo nhé.